Cứ cho là con gái ruột, nhưng như vậy thì có bất công quá không? Tốt xấu gì, con cũng là con trai của ông ấy trên pháp luật. Trước giờ, con chưa từng thừa nhận ông ấy là ba con. Ông ấy đối xử tốt với Y Tuyết thì con cũng không có mong gì nữa. Con về phòng đây. Khi nào ăn thì gọi con. Chú Phó. Y Tuyết à, đến đây. Chú thích viết thư pháp à? Chỉ là rảnh rỗi giết thời gian thôi. Viết cũng không đẹp lắm, sợ con chê thôi. Chú nghe nói cầm kỳ thi họa con đều giỏi, viết vài chữ cho chú xem thử nhé. Sao chú biết? Đã lâu rồi con chưa động vào lại những thứ này, chắc tay cũng cứng rồi, chú đừng có cười. Trung Linh dục tú. Đẹp, con viết đẹp lắm. Ấy, có tuổi rồi nên chân tay vụng về quá. Để con dọn cho. Trên bì thư, sao lại viết tên mẹ mình? Người nhận Cố Uyển. Uyển Uyển à, gặp được em ở kiếp này đối với anh mà nói là mãn nguyện rồi. Cho dù em sẽ không tha thứ cho anh nữa, nhưng anh sẽ luôn đợi chờ em. Người vùi, Phó Chính Huân. Bức thư này rốt cuộc là thế nào vậy? Y Tuyết không hổ danh xuất thân là lá ngọc canh vàng. Bây giờ thanh niên yêu thích viết thư pháp không còn nhiều. Xem ra gia đình con dạy dỗ con rất tốt. Sao trên bức thư tình của chú Phó lại có tên của mẹ mình? Trùng tên sao? Y Tuyết, Y Y. Hả? Em mất tập trung vậy. Lỡ cắt trúng tay thì phải làm sao? Chú Phó gọi em kìa. Xin lỗi chú Phó, lúc nãy chú nói gì ạ? Cũng không có gì to tát, chỉ là thấy Lệ Dương quan tâm đến một người như vậy, hai tụi con lại rất hạnh phúc, chú cũng yên tâm rồi. Đều là người một nhà rồi, cũng nên gọi một tiếng ba mẹ chứ nhỉ, em nói xem có đúng không, Mạn Thanh? Đúng vậy, nhưng dù sao hai đứa nó cũng còn chưa làm hôn lễ, chắc Y Tuyết sẽ chưa chịu đâu. Y Tuyết thấy thế nào? Nếu như không bận tâm thì gọi chú một tiếng ba nhé. Nhưng Lệ Dương, em muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế đó, sao cũng được mà. Như vậy thì giống như chú đang làm khó rồi. Không cần miễn cưỡng đâu, chú chỉ muốn gia đình ta thân mật hơn thôi. Chi bằng chú làm công tác tư tưởng với Lệ Dương trước đi. Anh ấy gọi chú là chú, còn gọi là ba, thì người ngoài nghe sẽ thấy kỳ cục lắm. Lại đẩy vấn đề cho anh rồi. Cố Uyển, con gái của cô đúng là không phải người bình thường. Mới một thời gian ngắn đã dụ dỗ được cả hai người đàn ông. Lại còn là hai người đàn ông quan trọng nhất đời tôi. Lục Mạn Thanh, tôi đồng ý chuyện cô nói. Có chuyện gì vui à? Hơi vui chút thôi. Sẽ nói anh nghe sau. Vậy tối nay đi ăn mừng nhé. Cuộc gọi đến, ông nội. Tối nay về nhà ăn cơm đó, có Lâm Phi đến. Bất luận bây giờ con đang làm gì ở đâu, nếu như tối nay con không xuất hiện thì ông sẽ cắt tài khoản của con.
Xít. Vậy thôi hôm nay em đi trước đây. Tả Y, em không về nhà với anh sao? Chỉ cần chúng ta kiên trì thì ông nội sẽ phải thỏa hiệp thôi. Xin lỗi Thiếu Dương. Anh biết là vì sự nghiệp mà em đã tốn rất nhiều công sức mà. Em không thể kết hôn bây giờ mà vứt bỏ mọi thứ được. Tả Y, hả? Em gái, em về rồi à? Hức, không phải anh nói hôm nay anh đi tìm việc làm sao? Bây giờ lại say khướt ở nhà vậy? Em gái à, em tưởng là... Hức, một người mới ra tù, dễ tìm việc lắm sao? Anh cũng biết, anh là kẻ mới ra tù thì tránh xa tôi ra một chút. Không tìm được việc làm thì anh còn lợi ích gì đối với gia đình này nữa? Là anh quá vô dụng, là anh có lỗi với gia đình. Em gái, em giúp anh một lần có được không? Anh thề đây là lần cuối cùng. Đợi đến khi anh kiếm ra tiền, anh sẽ cho mẹ và em một cuộc sống tốt hơn. Giúp, giúp thế nào? Anh tưởng rằng còn ai nể nang gia đình mình sao? Bất luận là Lục Lệ Dương trước kia hay là Tần Thiếu Dương bây giờ, chỉ cần có lợi ích cho bản thân thì trong mắt họ chỉ có chính họ mà thôi. Còn anh thì thật ra cũng không hoàn toàn vô dụng đâu. Yên tâm đi anh trai à, anh chỉ cần nghe lời em là được rồi. Biệt thự Lục Gia. Rốt cuộc mẹ và chú phó có quen biết nhau không? Nếu như quen biết thì hai người họ có mối quan hệ gì? Sao lại đứng đây một mình vậy? Có vài chuyện em suy nghĩ mãi vẫn chưa ra. Anh đến đúng lúc thật. Chuyện gì vậy? Ba của anh là người như thế nào? Hỏi thẳng chuyện của chú phó thì có lộ liễu quá không? Chi bằng hỏi gián tiếp vậy. Ông ấy rất nghiêm nghị nhưng là một người ba tốt. Tự mình phụ đạo bài tập cho anh, dắt anh đi chơi, dường như không có gì là không thể làm. Làm lại hết lần nữa những câu sai của đề thi này, con trai của Lục Phong chỉ có thể đạt điểm tối đa. Lệ Dương, làm gì cũng cần phải nhẫn nại, con biết chưa? Có thể đã nhiều năm trôi qua rồi nên anh vẫn không nhớ được những lúc đau buồn, cho nên chỉ nhớ được những điểm tốt của ông ấy. Những chuyện đó đều là ba anh chỉ cho anh à. Còn mẹ anh thì sao? Ba ấy ít khi ở nhà, có vẻ như cũng không quan tâm gì đến gia đình, cho nên khi ba mất đi, ba ấy đã vội vã tìm đến Phó Chính Huân. Vì vậy, anh mới ghét chú Phó phải không? Nói ghét thì cũng không hẳn, chỉ là không có tình cảm gì. Chú Phó và ba không giống nhau, ông ta là kiểu người thông minh, tinh xanh. Đến rồi, điểm mấu chốt đến rồi. Ông ta chọn kết hôn với mẹ, rồi nhận nuôi Phó Đình đều là có lý do. Cũng bao gồm việc ông ta muốn nhận lại con gái ruột là em. Việc gì, bao gồm việc gì? Không có gì, sao em lại tò mò những chuyện này? Vì hôm nay nói chuyện với chú Phó, phát hiện ra hình như ông ấy quen biết mẹ em. Lúc trước không phải em nhờ anh điều tra thân phận của người đàn ông bên cạnh mẹ em sao? Có thông tin gì không? Cũng... Chuyện của người lớn, anh cũng không dám nhúng tay vào sâu. Những gì anh điều tra được cũng giống như những điều em biết thôi. Vậy à? Y, em có từng nghĩ đến việc ba ruột của em là người như thế nào không? Có chứ. Như thế nào? Lúc trước thì không hình tượng ra được cụ thể,
Còn bây giờ thì em cảm giác kiểu người giống như chú phó cũng ổn nhỉ? Không phải em từng nói là không hiểu rõ ông ta sao? Bây giờ ông ta lại trở thành hình tượng người ba lý tưởng của em rồi. Xem phản ứng của Lục Lệ Dương thì anh ấy thật sự không biết rõ về mối quan hệ trước kia của mẹ và phó gia. Nhà của phó gia. Khốn kiếp. 7 tỷ. Sao thằng khốn phó Hy Bằng đó không tiêu sạch hết tài sản công ty của tôi đi? Khác nào nói thẳng ra là phá sản rồi. Anh đừng có mà nói giúp cho nó. Ngày mai bảo phó Hy Bằng cút qua đây gặp tôi ngay. Bảo Lệ Dương qua luôn. Chuyện này nhất định nó cũng biết rồi. Phó Hy Bằng xảy ra chuyện rồi sao? Nó là cháu ruột của Chính Huân. Chính Huân sẽ không bỏ mặc nó. Chi Bằng ra tay từ chuyện này, cho con nhỏ Cố Ý Tuyết bẽ mặt xem. Ngày hôm sau, mới sáng đã về lại đây. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy nhỉ? Anh Lệ Dương, anh Lệ Dương, anh đi nói giúp cho anh trai em vài câu có được không? Em biết anh nhất định sẽ có cách mà. Nếu như cô cứ chạm vào tôi thì phó Hy Bằng sẽ chết chắc đó. Anh vào trong nói giúp vài câu không được sao? Hình như bà rất giận dữ, nói là muốn đuổi anh ra khỏi công ty. Vậy thì anh hai sẽ thất nghiệp rồi. Muốn lợi dụng Lệ Dương sao? Anh ta đâu có để tâm chuyện người khác thất nghiệp hay không đâu. Giúp anh ta thì cũng được thôi. Vả vào mặt. Anh Lệ Dương, em biết là anh thương em nhất mà. Bảo anh trai cô trả lại 7 tỷ đã lấy của công ty thì tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của anh ta nữa. Cái gì? Em gái à? Xem ra em không hiểu pháp luật lắm nhỉ. Chị dâu là luật sư, như chị đây không thể không nhắc nhở em một câu. Tham nhũng trong công ty, chỉ cần khởi kiện thôi thì anh của cô chắc chắn sẽ ngồi tù. Bây giờ công ty chưa kiện anh ta đã là nể tình lắm rồi. Lẽ nào cô nghĩ rằng thể diện của cô đủ để lấp vào chỗ trống 7 tỷ đó sao? Còn nữa, anh Lệ Dương của cô là chồng của tôi. Động chạm tay chân với người đàn ông đã có gia đình thì không phù hợp đâu nhỉ? Không phù hợp đâu. Cố Y Tuyết, cô là đồ tiện nhân, hồ ly tinh. Xem thử hôm nay tôi có dạy dỗ cô không. Phó Đình, con dừng tay lại cho ba. Ba, sao ba lại nổi nóng với con? À tiện nhân này, có phải con muốn cút ra khỏi nhà này với anh trai con không? Đình Đình, Đình Đình, chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng chút giận lên trẻ con chứ. Lệ Dương, con vào đây. Ta có chuyện muốn nói. Em vào phòng đợi anh, trừ khi anh gọi thì em mới ra ngoài nhé. Em đâu phải con nít đâu, yên tâm đi. Lệ Dương, chú phó đang nổi giận, con kiềm chế một chút, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Người cần nổi giận là con mới phải chứ, con ném 7 tỷ xuống nước, con nghe được tiếng vọng lại. Phó Hy Bằng phung phí tiền bạc của Lục gia, lại còn không biết ân nghĩa, con cho hắn ăn không bằng cho một con chó. Thím à, Lệ Dương ăn nói quá đáng quá, cái gì mà không bằng một con chó chứ? Nó cả giận mất khôn thôi, con đừng để bụng. Người một nhà cả, lòng bàn tay, mù bàn tay đều là da thịt. Thím cũng xem như con là con trai ruột mà. Con cũng đừng trách Lệ Dương, vốn dĩ chuyện này chúng ta có thể đóng cửa mà giải quyết được, nếu không phải cô vợ luật sư của nó. Cố Y Tuyết đó à, cô ta làm sao?
Xuyệt, đáng lẽ mẹ chồng như thím không nên nói ra những lời này. Nếu như không phải nó kiên quyết xử lý theo pháp luật không nhân nhượng, thì nhà ta đâu có loạn như vậy. Cái gì? Cô ta dựa vào cái gì chứ? Nhưng thím à, sao thím không giúp con dâu mình mà lại nói con biết những điều này? Giúp con thì có lợi gì cho thím? Nói thẳng ra thì thím không chỉ giúp con mà còn là giúp thím và Lệ Dương. Bởi vì con họ Phó, thím không muốn sản nghiệp của họ Phó rơi vào tay người khác. Hơn nữa, thím không muốn Lệ Dương bị một ả phụ nữ dắt mũi, con hiểu không? Thím à, nếu thím đã nói như vậy thì con nhất định sẽ giúp thím. Chúng ta đều là người một nhà mà. Thím muốn Cố Y Tuyết rời xa Lệ Dương đúng không? Chuyện này đơn giản thôi. Không phải 2 ngày nữa là sinh nhật của chú con sao? Đến khi đó chúng ta sẽ thư phòng Phó gia. Chuyện của Hy Bằng con định làm như thế nào? Chú Phó à, tôi hiểu ý của chú mà. Là tổng tài của công ty, theo lý mà nói thì chuyện công phải xử lý theo nguyên tắc. Nhưng tốt xấu gì, chúng ta cũng là người một nhà. Chú Phó lại là người lớn, chú thấy chuyện này nên xử lý thế nào thì cứ làm như vậy đi. Người nhà, không phải con luôn không thừa nhận hôn nhân của ta và mẹ con sao? Nhưng bây giờ, chú không chỉ là chồng của mẹ tôi, còn là ba ruột của Y Tuyết. Tình cảm này, tôi có thể không thừa nhận sao? Xem ra, tình cảm của Lệ Dương dành cho Y Tuyết là thật lòng. Biệt thự Lục Gia. Nhìn vợ mê mẩn. Vậy cuối cùng, mọi người định xử lý chuyện đó như thế nào? Áo sơ mi của Lệ Dương. Hội đồng quản trị sẽ giáng chức phó tổng của Phó Hy Bằng và lấy lại 5% cổ phần của hắn để bù vào ngân sách bị thâm hụt. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy. Cũng đúng, dù sao anh ta cũng là cháu của chú Phó. Mẹ anh cũng không muốn anh và chú ấy làm lớn chuyện. Xem ra anh rất quan tâm đến cảm nhận của mẹ anh. Đồ ngốc, rõ ràng người anh quan tâm là em mà. Việc công ty đúng là phức tạp quá, em chỉ mới học được một chút. Ngày mai em phải quay lại tiếp tục học rồi. Không thể bỏ bê việc ở Cố thị nữa, em nghỉ ngơi nhiều rồi. Được, em muốn làm thế nào thì anh cũng đều ủng hộ em. Nhưng nhớ chờ lịch trống cho ngày kia nhé. Hôm đó là sinh nhật chú Phó. Về lý về tình thì chúng ta nên về một chuyến. Sao câu này nghe thấy có gì đó lạ lạ? Có rất nhiều người tai to mặt lớn đến sinh nhật chú Phó. Có thể còn hoành tráng hơn hôn lễ của chúng ta. Em nhớ trang điểm xinh đẹp lên nhé. Anh muốn nhân dịp đó giới thiệu người phụ nữ của anh cho mọi người biết. Anh ta đang muốn bù đắp cho hôn lễ giang dở lần trước à? Ai là người phụ nữ của anh chứ? Tôi là người phụ nữ độc lập cao quý, anh mới là vật đính kèm của tôi. Được được được, em là Cố Y Tuyết. Cố Y Tuyết là người độc lập, anh mới là vật đính kèm. Những lời nói lả lơi của tổng tài bá đạo bây giờ đều mê hoặc người ta như vậy sao? Lục Lệ Dương. Có lẽ là mình có thể thử tin tưởng anh ta. Lục Lệ Dương, ngày mai em còn phải đi làm. Bà bi ngoan nào, lần cuối nhé. Nhà Phó Gia, phòng của Phó Đình. Đừng khóc nữa, khóc lóc thì có ích gì. Sao ba có thể đối xử với em như vậy chứ? Không ngờ ba lại vì một người ngoài mà đánh em. Người ngoài. Đã có báo cáo kết quả xét nghiệm, xác nhận không sai. Em luôn miệng gọi chú ấy là ba, nhưng không biết rằng người ngoài đó mới là con gái ruột của chú ấy. Con gái ruột? Anh nói Cố Y Tuyết hả? Sao cô ta lại là con gái ruột của ba chứ? Không có gì là không thể cả. Sự thật chính là như vậy.
Cố Uyển từng là vị hôn thê của chú phó, lúc trước thường đến nhà chơi, anh vẫn có ấn tượng với bà ấy. Hy Bằng có thích không? Cảm ơn dì xinh đẹp. Phó Hy Bằng lúc 7 tuổi, sau đó không biết tại sao họ lại chia tay. Cố Uyển tử hôn, chú phó lấy người khác, dần dần anh cũng quên người tên Cố Uyển, cho đến khi anh nhìn thấy Cố Y Tuyết. Cô ta rất giống Cố Uyển, chú lại đối xử tốt với cô ta, thì anh đã có suy đoán. Anh nghĩ cách lén lấy tóc của chú và Cố Y Tuyết đi xét nghiệm DNA, thì vừa có kết quả lúc nãy, đúng như anh đoán. Không thể nào, không thể nào. Họ là cha con ruột. Em không tin. Đình Đình, em thật sự bằng lòng việc tiếp tục hạ bệ như vậy sao? Người phụ nữ đó không chỉ cướp đi anh Lệ Dương của em, bây giờ còn cướp ba và phó gia của em nữa. Không, không, em không bằng lòng. Vậy em giúp anh một lần được không? Anh cũng sẽ cướp lại cho em những thứ thuộc về em. Hai ngày sau, tiệc sinh nhật của Phó Chính Huân. Bà Lục đến rồi. Bà Lục xinh đẹp quá. Họ thật xứng đôi. Mẹ, chú Phó. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Chúng con có mang theo quà sinh nhật cho chú, đang để ở phía sau. Tốn kém quá, người lớn chúng ta thấy bọn con sống hạnh phúc vui vẻ là đã là món quà tốt nhất rồi. Hừ, xem lát nữa, cô còn cười nổi không? Chú, thím, người lớn mừng thọ, không đến cũng không được, thứ lỗi cho bọn con không mời mà đến. Vào đi. Sao Phó Hy Bằng còn dám đến dự tiệc vậy? Không phải nói rằng chú Phó không cho anh ta đến công ty và phó gia nữa mà. Cũng đã đến rồi, cũng không thể đuổi đi trước mặt đông người. Đừng lo, có anh ở đây. Thím chỉ muốn chúng ta sắp xếp cho Cố Y Tuyết có gian tình với gã đàn ông khác. Giờ anh đổi qua Lệ Dương, liệu có? Sợ gì chứ? Mình cũng đâu có ngốc. Diệp Mạn Thanh muốn mình hãm hại Cố Y Tuyết, rồi Lục Lệ Dương muốn tính sổ, thì chắc chắn mình sẽ làm bia đỡ đạn. Nếu bà ta đã bất nhân thì đừng trách mình bất nghĩa. Thiếu gia Hy Bằng, tiểu thư Phó Đình uống say rồi. Anh mau đi xem thử xem. Tôi biết rồi. Em đưa Đình Đình lên lầu nghỉ ngơi đi. Lệ Dương thích món này, cậu đi đưa cho anh ta đi. Vâng. Lệ Dương, hôm nay anh uống nhiều rồi đó. Ly cuối cùng nhé. Có say thì đừng để em lôi anh về là được. Ổn thỏa rồi chứ? Đương nhiên rồi, mấy anh em đã làm thì anh cứ yên tâm đi. He he. Em đã đưa Đình Đình đến phòng của Lệ Dương rồi. Lệ Dương cũng đã uống lư rượu mà anh bỏ thuốc. Lát nữa anh sẽ nghĩ cách để anh ta về phòng thay quần áo. Em giúp anh giữ chân Y Tuyết lại. Lần này anh sẽ khiến Lệ Dương thân bại danh liệt. Y Tuyết, khoan đã. À, có chuyện gì à? Lệ Dương nói đi thay quần áo mà lâu rồi chưa quay lại, mình đành phải lên tìm anh ấy. Á, hình như là giọng của Đình Đình. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chuyện gì vậy? Sao Đình Đình lại ở trong phòng của Lệ Dương, lại còn khóa cửa nữa? Mau tìm người lấy chìa khóa ra. Đợi không kịp nữa rồi. Để con. Rầm. Đình Đình, em không sao chứ?
Sao lại là anh? Hích hích. Sao cậu lại ở trong phòng? Tôi, Lục Tổng bảo tôi vào lấy quần áo. Tôi vừa vào thì tiểu thư đã lao tới cởi quần áo của tôi. Khốn kiếp, Lục Lệ Dương đâu rồi? Anh họ tìm tôi à? Rõ, rõ ràng anh đã uống ly rượu đó rồi. Sao lại? Tôi khuyên anh họ nên dọn dẹp mớ hỗn độn ở đây trước đi. Mọi người đang nhìn đấy. Là anh đã ra tay. Cầm miệng. Em tiễn khách về trước đi. Được. Phó Hy Bằng, cậu khá lắm, dám lừa tôi à? Còn muốn hãm hại Lệ Dương sao? Lệ Dương, con cũng ra ngoài đi. Chuyện này để ta giải quyết. Lục Lệ Dương, quần áo của anh chưa may xong hả? Chỉ thay một bộ đồ thôi mà suốt nửa tiếng không thấy mặt mũi. Em tìm anh nãy giờ à? Nói thừa quá, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Khách khứa đang về hết rồi. Sao anh không trả lời em? Chúng ta cũng đi thôi. Trên đường về, anh sẽ kể đầu đuôi cho em nghe. Sao chứ, hóa ra còn có chuyện như vậy à? Là Phó Hy Bằng sắp đặt. Ừ, tên Phó Hy Bằng đó không cam tâm bị đá ra khỏi hội đồng quản trị. Anh cứ lo là hắn sẽ ra tay với em. May là hắn chỉ ghi thủ với anh thôi. 3 tiếng trước, nhà của Phó Hy Bằng. Phó thiếu gia. Lát nữa, sau khi bắt đầu bữa tiệc, cậu tìm cơ hội để chuốc say Đình Đình. À đúng rồi, cho nó ít thuốc. Rồi tìm lúc thích hợp đưa nó vào phòng của Lục Lệ Dương. Nghe lén. Không phải tiểu thư Đình Đình đã đồng ý phối hợp với chúng ta rồi sao? Sao lại còn bỏ thuốc cô ấy? Cậu thì hiểu cái gì? Con bé Đình Đình vẫn còn nhỏ. Lỡ như đến lúc đó nó chuồn mất thì làm sao? Để đảm bảo kế hoạch thành công thì phải sắp xếp nó ổn thỏa trước đã. Hôm nay Phó Hy Bằng sẽ ra tay. Tôi sẽ sắp xếp trước. Lát nữa anh nhớ cẩn thận. Vì hại anh mà Phó Hy Bằng bán cả em gái mình. Bây giờ danh tiếng bị tổn hại, chỉ có Phó Đình. Nhẫn tâm quá. Cô ta tự làm tự chịu mà thôi. Nhưng sau này nếu có chuyện gì thì có thể báo trước cho em không? Em cũng muốn cho họ biết mặt. Sao đột nhiên lại hôn em? Thấy vợ anh muốn ra mặt thay anh thì anh phải thưởng cho cô ấy một nụ hôn chứ. Ai muốn ra mặt giúp anh? Em chỉ nghĩ cho danh tiếng, cho chính bản thân em thôi. Em nói không phải thì là không phải. Khi nào cô ấy mới thay đổi bản tính khẩu xà tâm Phật đó chứ? Chú Phó, sao chú ấy lại gọi điện thoại cho em? Y Tuyết à, có Lệ Dương đó chứ? Vâng chú. Chắc con nghe chuyện của Đình Đình rồi nhỉ? Dù sao cũng suýt ảnh hưởng đến Lệ Dương, nên cũng phải có lời giải thích đến vợ chồng của hai đứa. Chú quyết định sẽ để Đình Đình rời khỏi Phó ra. Như vậy, có phù hợp không? Nói thế nào đi nữa thì Phó Đình cũng là đứa con gái công khai duy nhất của chú. Không phải con tội nghiệp nó, chỉ là khi xảy ra chuyện như vậy thì người chịu tổn thương nhất vẫn là phụ nữ. Chú cũng đã suy nghĩ đến việc đó rồi, vì vậy chú sẽ công bố rằng nó là con gái nuôi trước, nói với bên ngoài rằng nó đã đến tuổi trưởng thành, không còn cần phải được chăm sóc ở nhà chú nữa. Con bé này lương thiện quá, giống hệt mẹ nó. Sau này trong nhà chỉ còn hai đứa là con và Lệ Dương thôi. Hai đứa cũng phải thường xuyên về thăm hai người già này nhé. Lão cáo già này. Phó Đình đã phải gánh chịu hậu quả cho lỗi lầm của mình gây ra. Con sẽ không cầu xin cho nó. Nhưng người khác cần phải xử phạt nghiêm khắc chính là Phó Hy Bằng. Điều đáng xấu hổ hơn chính là anh ta đã dụ dỗ, lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Ôi! Chú Phó, tôi là Lệ Dương. Chuyện của chú cứ xử lý là được. Chúng tôi không có ý kiến gì. Thế nhé, tạm biệt. Tại sao không cho em nói? Việc này rõ ràng Phó Hy Bằng phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Nếu như đây là vụ án do em phụ trách và người gọi điện cho em là sếp của em thì đương nhiên em nói như vậy sẽ không sao. Nhưng ông ta là Phó Chính Huân
Một người chỉ quan trọng chuyện lợi ích, Phó Đình gây tổn hại thanh danh cho Phó gia, thì xử phạt như vậy là nhẹ nhất rồi. Hơn nữa, ông ta đã tìm được con gái ruột của mình, đương nhiên sẽ không còn nghĩ đến con gái nuôi kia nữa rồi. Vậy cứ bỏ qua cho Phó Hy Bằng như vậy sao? Sao có thể chứ? Dù không tiện động đến thể diện của Phó gia, nhưng tên khốn nạn đó nếu đã dám âm mưu với vợ anh thì sẽ bị anh tính sổ thôi. Nhưng kỳ cục thật, với tính cách và địa vị của chú Phó thì tìm bừa một người nào đó thông báo cho chúng ta là được rồi. Việc gì phải đích thân gọi điện chứ? Hơn nữa còn gọi cho em, sao không trực tiếp gọi cho anh? Có thể biết anh đang lái xe đó mà. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta về nhà thôi. Sẽ có một ngày Y Y biết được sự thật, nhưng sự thật này ai là người nên nói cho cô ấy mới có thể khiến cô ấy ít chịu tổn thương nhất. Xuống xe nào. Đi đâu vậy? Không phải là về nhà à? Mệt mỏi cả ngày chưa ăn gì rồi, mua gì ăn lót dạ trước đã. Anh nghĩ là Y Y của anh chắc sẽ không ghét đồ ngọt đâu nhỉ. Cút đi. Sửa chén cũng không sạch mà còn dám đến đây ứng tuyển hả? Cút xa một chút. Lục Lệ Dương, đúng là đồ vô dụng. Anh quen người đó hả? Không quen, đi thôi. Sao anh ta lại ở đây? Công việc của anh là do ba tôi cho, tiền đồ cũng là của ba tôi cho. Sao anh lại bán đứng ba tôi? Tôi cần số tiền đó, thật sự rất cần. Không phải bây giờ Lục Lệ Dương sống rất sung sướng sao? Có tài sản, có vợ. Chỉ là mất đi một người ba. Sao em lại ở nhà? Người không nên ở nhà này chính là anh. Lại chưa tìm được việc nữa hả? Anh trai à, anh chưa đủ vô dụng sao?